Chào các bạn, mình là bác sĩ Vũ, mình đang công tác tại bệnh viện MCAT. Sau đây mình muốn giới thiệu với bạn một phương pháp làm đẹp về mắt cực kỳ đơn giản và hầu như là rất là nhẹ nhàng, nhưng mà bạn sẽ có kết quả hoàn toàn thay đổi, có thể là hơn bạn mong ước luôn. Đối phương pháp này thì người ta gọi là phương pháp nâng cung ngoài nội soi hay là gọi treo cung ngoài bằng chỉ. Vậy thì nâng cung ngoài nội soi hay là treo cung ngoài bằng chỉ thì phương pháp này sẽ như thế nào? Đối phương pháp này thì bác sĩ sẽ làm một hoặc là nhiều cái lỗ nhỏ trên cái đường cung mày. Thông thường là sẽ làm 3 vị trí hoặc là 2 vị trí để treo cái cung mày của bạn lên. Cái phương pháp này thì nó sẽ ứng dụng cho những đối tượng nào? Đối với những bạn trẻ, da thường, mí mắt ít và cái nếp mí nó không rõ, có tình trạng sụp mí rất là nhẹ. Vậy thì cái phương pháp này cách làm nó như thế nào? Đầu tiên bác sĩ sẽ để xác định cung mày của bạn. Đối với những cung mày mà xệ hoặc là cung mày ngang, bạn như bạn đã biết, cái cung mày chuẩn là cung mày có đường từ giữa nó lên trên đến gần cái 1/3 của cái đường cung mày, rồi sau đó nó bắt đầu hạ xuống. Còn đối với những cung mày ngang thì nó sẽ từ đầu đến cuối nó sẽ ngang hoàn toàn, nó không có cái sự lượn vòng giống như vậy. Thì phương pháp này bác sĩ sẽ nâng cái phần đuôi cung mày lên để tạo cho cái cung mày có sự uốn lượn nhẹ nhàng. Ưu điểm của phương pháp này đó là hầu như là không có để sẹo, cái đường sẹo nó giống như là một cái lỗ kim nhỏ. Ngày hôm sau bạn đã không thấy được cái sẹo của nó rồi. Thời gian hồi phục của cái phương pháp này thì rất là ngắn, trong vòng khoảng 3 ngày đến 1 tuần thì bạn sẽ thấy cung mày hoàn toàn trở về tự nhiên và sẽ cho bạn một cái đôi mắt rất là tươi sáng. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem một cái hình ảnh về một cái ca đã được thực hiện tại bệnh viện MCAT. Đây là một bạn trước khi được thực hiện tại bệnh viện MCAT thì bạn có thể đánh giá cái da thừa và mỡ của mắt bạn này rất là ít, nhưng mà cái đuôi cung mày, cái cung mày bạn này thì nó ngang, làm cho đôi mắt nó nhìn hơi có vẻ buồn buồn cái phần đuôi mắt, đặc biệt là phần đuôi mắt nó ngang ngang và nó có hơi xu hướng đi xuống một xíu. Thì để cải thiện cái tình trạng cho các bạn này thì các bác sĩ chỉ định cho bạn này các phương pháp nâng cung mày bằng chỉ hoặc là treo cung mày theo phương pháp nội soi. Thì các bạn sẽ xem cái hình ảnh sau khi thực hiện nó sẽ như thế nào. Hình ảnh sau khi làm thì sau khi cái đuôi cung mày nó được nâng lên một xíu, làm cho cái đuôi mắt nó nâng lên và nhìn cái bạn này hầu như nó có vẻ gì nó trẻ trung, nó tươi sáng cho cái gương mặt. Đối với phương pháp này thì bác sĩ sẽ thực hiện như thế nào? Bác sĩ sẽ thực hiện lấy một qua một cái lỗ nhỏ trên cái đường dưới cung mày và treo lên, treo phần dưới cung mày lên để làm cho cái phần cung mày nó nâng lên, thì hầu như nó không có để lại sẹo. Nâng cung mày bằng chỉ thì thông thường mình sẽ xài chỉ tan. Đối với chỉ tan thì thời gian nó tan khoảng tầm hơn 1 năm, thì cái phương pháp này sau khi chỉ nó tan thì nó sẽ để lại một lớp collagen. Thì cái lớp collagen này có tác dụng giữ cho cái mí mắt mình được trẻ và cái cung mày được cao trong vòng khoảng 4 đến 5 năm.